Sư cô Giác Lệ Hiếu nói rõ sự thật về Xá Lợi Tóc Phật, chùa Ba Vàng khó lòng thoát được. Xá Lợi Tóc Phật tại chùa Ba Vàng có thật hay không? Sự thật đằng sau những chuyện lùm xùm trong những ngày gần đây là gì? Là những điều mà đông đảo nhiều người quan tâm trong những ngày cuối năm. Trong thế giới phức tạp và hối hả ngày nay, những người có khả năng mang đến sự an lạc, sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống trở nên vô cùng quý giá. Là một trong những nhân vật đó, sư cô Giác Lệ Hiếu là một nguồn động viên và tia sáng tinh tế đặc biệt trong cộng đồng Phật tử người Việt Nam. Về sự việc Xá Lợi Tóc của chùa Ba Vàng, theo như lời của sư cô Giác Lệ Hiếu, phát biểu dư luận đã được sáng tỏ chính xác mọi vấn đề. Chỉ cần chờ đón kết quả giải quyết. Nguyên văn lời của sư cô khi nói về xá lợi của Đức Phật như sau. Trước hết cô khẳng định xá lợi thật của Đức Phật mà có xét nghiệm carbon và có C14, có xét nghiệm ADN đúng của dòng họ nhà Thích Ca thì không có nhiều đâu. Chỉ có xá lợi được tôn chí ngay tại Viện Bảo tàng Trung ương của Ấn Độ tại New Delhi. Đó là xá lợi đã được trải qua xét nghiệm C14, trải qua xét nghiệm ADN mà người ta công nhận đó là xá lợi thật của Đức Phật. Xá lợi này được tôn chí ở Viện Bảo tàng Quốc gia và đây được coi là quốc bảo. Tuyệt đối không có một cá nhân, tổ chức nào được phép cho, tặng hay là mượn để triển lãm cũng không được. Cho mượn đem đi triển lãm cũng không được. Còn các xá lợi còn lại ở các quốc gia khác, mà trong thời kỳ của vua A Dục, ngài phát nguyện, ngài xây các trụ đá để kỷ niệm những nơi gắn liền với cuộc đời Đức Phật Thích Ca, mà mình xem đó là những thánh tích như là nơi thành đạo, nơi đảng sanh, nơi chuyển pháp luân, vân vân. Thì khi mà xây những cái trụ đá kỷ niệm như vậy, đồng thời nhà vua A Dục cũng cử những phái đoàn đi theo để truyền bá Phật giáo ở khắp nơi, thì những phái đoàn truyền đi đó có gửi một phần nhỏ xá lợi để tặng hay là biếu đối với những quốc gia được nhận xá lợi thật của Đức Phật. Như vậy, họ đều xem đây là một quốc bảo, như là xá lợi răng Phật, xá lợi tóc Phật, xá lợi móng tay Phật. Tuyệt đối không một tổ chức cá nhân nào được cho, tặng, biếu hay là đem đi ra ngoài triển lãm. Vậy thì mình nói cái câu xá lợi Phật dễ gì mà thỉnh, làm sao mà thỉnh được? Không thỉnh được đâu, không có mốt nước nào cho hết á. Ngay cả Tổng thống hay là Chủ tịch nước đến xin, người ta cũng không có cho. Cho mượn về triển lãm, người ta cũng không cho nữa. Được biết là sư cô Thích Nữ Giác Lệ Hiếu là một vị ni trẻ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Phật học tại trường Đại học Đông Nhút, một ngôi trường Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc. Sư cô là một nhân vật nổi tiếng với sự uyên bác, được xây dựng từ những kiến thức mà cô thu được trong quá trình học tập, tích lũy kinh nghiệm lâu dài. Không chỉ được lòng đông đảo người Việt Nam, trong nước, mà còn nhận được sự yêu mến, kính trọng từ những người đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Điều này là kết quả của tình cảm đặc biệt và sự quan tâm mà sư luôn dành cho cộng đồng, hỗ trợ tinh thần để họ luôn vững và tự tin. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, chùa Ba Vàng gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thời gian vừa qua, chùa Ba Vàng có nhiều hoạt động gây phức tạp dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tối 2 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc chùa Ba Vàng tại thành phố Uông Bí tổ chức rước chiêm bái Phật người một thứ được gọi là xá lợi tóc Đức Phật, gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Theo tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian qua có một số hoạt động của chùa Ba Vàng, chẳng hạn như lễ thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, xin chuyển sang hệ phái Nam Tông Kinh, hay là phát ngôn gây mất đoàn kết liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu, rước trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật từ Myanmar, gây ra nhiều phức tạp dư luận, tiềm ẩn mất an ninh trật tự trên địa bàn.
đặc biệt từ 23 đến 27 tháng 12. Chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày, chiêm bái một vật được coi là xá lợi tóc Đức Phật cùng với một số hoạt động khác là chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12, 2017 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều, biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là xá lợi tóc Đức Phật là một hoạt động triển lãm. Vì vậy, vi phạm quy định tại Nghị định số 23/2019/NĐ-CP cấp ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm. Sau khi được các cơ quan thông báo, báo cáo tỉnh, báo chí phản ánh về dư luận lên tiếng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Ban Tôn giáo của tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, xử lý các chủ thể có liên quan để xảy ra theo vi phạm theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Quảng Ninh cũng yêu cầu chùa Ba Vàng không phải biên soạn, sản xuất các video, hình ảnh, tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ thông tin giới thiệu về vật thể được coi là xá lợi tóc của Đức Phật đã đưa ở trên trang thông tin của chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như là các trang xã hội có liên quan đến sự việc trên, gây ra dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh rất buồn vì 3 lần lên họp để giải quyết vấn đề liên quan đến chùa Ba Vàng. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nêu trong cuộc họp vào ngày 4 tháng 1 tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ về việc chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh tổ chức trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận. Cuộc họp này do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì với cán bộ ban ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Đạo Hiền cho hay Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh rất là buồn bởi vì 3 lần lên họp toàn là giải quyết vấn đề của chùa Ba Vàng. Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Đạo Hiền cho hay Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh rất là buồn vì 3 lần đi họp chỉ là họp cho chùa Ba Vàng thôi. Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiền, chùa Ba Vàng rước tổ chức chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật nhưng không có báo cáo và xin phép. Do đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh cũng không biết. Dư luận nhiều chiều khác nhau, có người thì ủng hộ, có người thì phản đối, có người lên án, đề nghị giáo hội kỷ luật nghiêm minh, đề nghị nhà nước vào cuộc sát sao, Thượng tọa Thích Đạo Hiển đã nói. Còn theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, chùa Ba Vàng tổ chức nhiều việc chưa đúng quy định của pháp luật và hiến chương của giáo hội. Đề nghị Trung ương giáo hội, các cấp các ngành có cách thức điều chỉnh đối với chùa Ba Vàng để đi vào quỹ đạo tốt đạo đẹp đời. Cần phải xử lý kiên quyết, đúng, đảm bảo sự ổn định, Thượng tọa Thích Đạo Hiển nhấn mạnh. Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, hoạt động vừa qua tại chùa Ba Vàng không phải là hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đơn thuần là Phật sự của chùa Ba Vàng do Đại Đức chủ trì tổ chức. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, khi mà tiếp cận thông tin của sự việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận được giải trình của chùa Ba Vàng. Trong cuộc họp thì bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết rằng hoạt động này diễn ra tại chùa Ba Vàng từ 23 đến 27 tháng 12 đã thu hút khoảng 50.000 người tham dự. Trong khi nhà chùa trước đó thông báo với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí là dự kiến khoảng 20 đến 25.000 người thôi. Hoạt động trưng bày vật thể coi là xá lợi tóc Đức Phật của chùa Ba Vàng là hoạt động triển lãm, vi phạm Nghị định 23/2019 về hoạt động triển lãm. Hoạt động này cũng chưa đáp ứng quy định về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng, tôn giáo
và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cho hay, tỉnh Quảng Ninh sẽ sớm đưa ra xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định. Tại cuộc họp này, thì bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, theo sự đo quét của Bộ, trong một tuần có khoảng 259 tin bài viết về sự việc này. Trong đó tin tiêu cực là hơn 41%, tin trung lập hơn 39%, còn tin tích cực là hơn 19%. Chiều 4 tháng 1, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh liên quan đến vụ việc trên.